Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân, trang 20, sách giáo khoa môn toán lớp 4. Như thường lệ thì lúc nào thầy cũng nhắc các em cần có tập, vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta cùng làm bài, được chưa? Và một lần nữa thì thầy nhấn rằng trên kênh của chúng mình hiện tại chương trình toán lớp 4 của học kỳ 2 đã xong hết rồi, có đầy đủ hết rồi nha các em. Và đây là những cái bài mà của học kỳ 1 còn thiếu, nên là thầy sẽ là quay để cho đảm bảo đầy đủ chương trình học kỳ 2 học kỳ 1 của lớp 4 cho các em học, được chưa? Rồi, và bây giờ thì sẽ không linh tinh và luyên thuyên nữa, mời các em chúng ta mở sách trang 20 ra để chúng ta cùng vào phần lý thuyết. Rồi, chúng ta có này. Trong cái cách viết số tự nhiên thì chúng ta chú ý nè. Thứ nhất nè, ở mỗi hàng thì có thể viết được một chữ số mỗi một hàng, đúng không? Vậy thì cứ 10 đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp nó, liền nó, đúng không? Đấy, vậy thì 10 đơn vị thì bằng một chục nè. Đó. Được chưa? 10 đơn vị nè. Tức là gì? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy thì đây là một hàng, đúng không? Vậy thì 10 cái số này nè thì trở thành một gì? Một chục. Tiếp theo nè, 10 chục thì bằng 100. Tức là sẽ là 10, 20, 30, 40, 50, giống như chúng ta chơi trò gì? Trốn tìm á, đúng không? Đấy. Vậy thì nó sẽ là 100. 10 trăm này thì sẽ là 1.000. Đó. 100, 200 đến gì? 900 thì sẽ là 1.000. Đó, các em hiểu chưa? Vậy thì ở đây chúng ta chốt lại. Trong mỗi một hàng chúng ta có thể viết được một chữ số, và cứ 10 đơn vị ở một hàng thì thành một đơn vị ở hàng trên gì? Liền nó. Đó, ví dụ 10 cái đơn vị này thì bằng một đơn vị của cái hàng tiếp theo này. Đấy là hàng chục nè. Vậy thì 10 đơn vị của cái hàng chục này thì bằng một cái đơn vị của hàng gì? Tiếp theo nó, đó là hàng gì? Hàng trăm. Đó, các em hiểu chưa? Rồi, vậy thì đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta cần nắm là gì đây? Với 10 chữ số, 10 chữ số chúng ta từ 0 cho đến 9 thì chúng ta có thể viết được mọi số tự nhiên, đúng không? Đấy, vậy thì với 10 cái chữ số này nè, từ 0 đến 9 này, chúng ta có thể thành lập được rất rất là nhiều số tự nhiên, đúng không? Đấy, chẳng hạn như số gì? 999 thì chúng ta có thể viết bằng 3 cái số 9. Hoặc là 2005 thì chúng ta sẽ viết là số 2, số 0, số 0 và số gì? Số 5. Rồi, tương tự như vậy chúng ta có thể lập số gì? Ngày sinh của chúng mình đi. Ví dụ các em sinh ngày 19 tháng 5. Đấy, vậy thì số 19 chúng ta sẽ lập được từ 1, 19. Hoặc năm nay là năm 2020 chẳng hạn. Đó, vậy thì chúng ta sẽ lập được, đúng không? Hoặc là gì? Năm nay sẽ là năm 2021. Đấy, vân vân. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ kết luận là gì? Giá trị của mỗi chữ số thì phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Đấy, vậy thì vị trí ở đây thì chúng ta phải chú ý tới gì? Tới nè, như số 999 này thì nó có 3 chữ số 9. Vậy thì kể từ bên trái sang bên phía tay gì? Tay phải. Thì chữ số 9 đầu tiên nè. Nè, đấy. Kể từ bên phải sang bên trái này thì chữ số 9 đầu tiên, tức là số cuối cùng của nó nè. Đây sẽ là số đơn gì? Đơn vị. Số 9 tiếp theo sẽ là gì? 90. Và số 9 lớn nhất sẽ là 9 gì? 900. Vậy thì viết số tự nhiên với các đặc điểm trên thì chúng ta gọi nó là viết trong hệ thập phân, được chưa? Đấy. Thì sau này các em học lên lớp 10, lớp 8 thì các em sẽ được tìm hiểu hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ 7, hệ 10, vân vân. Đấy. Vậy thì nếu em nào mà muốn mở rộng hơn thì chúng ta có thể tự học và tìm ở trên mạng các cái hệ mà thầy vừa nói, như hệ nhị phân này, hệ thập phân này, hệ 10, hệ 7, đó vân vân. Thì thông thường thì những cái phần này thì các em sẽ được học nhiều hơn ở cái môn tin học. Tin học thì các em sẽ
tìm hiểu về cái này để sau này chúng ta có thể bước vào cái phần lập trình nó nhiều hơn. Được chưa? Đấy, tuy nhiên thì trong cái khuôn khổ này thì chúng ta ở lớp 4 thì chúng ta chỉ cần hiểu cơ bản như vậy thôi. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái phần bài tập nha. Ta đến với cái bài tập số 1 nè. Người ta yêu cầu mình là viết theo cái mẫu. Vậy thì ở đây người ta cho mình một cột là đọc số này, một cột là viết số này. Và một cái cột này chúng ta phân tích nó ra. Số này nó gồm cái gì? Đó, vậy thì mẫu người ta làm cho mình cái hàng đầu tiên nè. 80.712. Đó, người ta viết là 80712. Vậy thì phân tích số này theo hàng, đúng không? Trong bài trước ta đã tìm hiểu hàng và lớp rồi. Vậy thì hàng ở đây, số 8 này nè, sẽ là 80.000, đúng không? Số 0 này nó ở hàng gì? Hàng nghìn thì chúng ta không phân tích. Số 7 sẽ là 7, 700, 1 là 10 và 2 là đơn vị. Vậy thì tương tự như vậy, hàng số 2, các em có thể làm được không nè? 5.864, dễ hơn cả ăn cháo, đúng không? Vậy chúng ta sẽ lập được 5864. Vậy thì số 5 này nó đứng ở hàng gì? Hàng nghìn. Số 8 này sẽ hàng gì đây? Hàng trăm. Số 6 này hàng gì? 60, đúng không? Và số 4 là hàng đơn vị. Được chưa? Đấy, dễ rồi đúng không? Rồi tương tự như vậy thì người ta cho mình số nè, 2020. Đấy, 2020. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc cái số này là gì? 2020, đúng không? Vậy thì phân tích ở đây, số 2 sẽ thuộc 2 gì? 2000. Số 0 này thuộc gì? 100 thì chúng ta không ghi, bởi nó là số 0. Số 2 này thuộc 20. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì có hai cái ô còn lại, các em có thể dừng cái video và các em làm sau đó so sánh kết quả với thầy nhá. 55.500. Đó, chúng ta sẽ có bao nhiêu? 55.500. Đó, chỗ của nhà thầy ở bây giờ là ve kêu rất nhiều rồi. Không biết chỗ nhà các em đã có tiếng ve ve chưa? Đó, ve ve là báo hiệu mùa hè đấy các em. Tuy nhiên thì năm nay chúng ta nghỉ tương đối là dài, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung bài học nha. Vậy thì số 5 đầu tiên này sẽ ứng là 5 gì? 50.000. Số 5 tiếp theo sẽ là 5.000. Số 5 tiếp theo sẽ là 5.500. Được chưa? Rồi cuối cùng này, 9.509 đơn vị. Vậy thì chúng ta có lập được không? Quá đơn giản, đúng không? 9 triệu 0 gì? 0 gì đây? 0.000, đúng không? 9 triệu nè, 0.000 nè, 0.000, 0.000, 5 gì? 500, 0.000 và 9 gì? Đơn vị. Vậy thì chúng ta chỉ đọc là gì? 9.000.000. Đó, 500.009. Đấy, nhớ phải có từ 0.000 vào để người ta mới biết cái hàng nghìn nha. Đấy, lớp nghìn này nè. Đó, chúng ta không có cái từ 0.000 này vào là không được. Được chưa? Rồi, xong bài số 1 nha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu mình là viết mỗi số sau thành tổng theo cái mẫu. Đó, vậy thì họ đã làm cho mình cái số đầu tiên nè, số 387 nè. Thì người ta phân tích ra nè, 387 sẽ bằng 300 cộng 80 và 7 đơn gì? Đơn vị. Vậy thì tương tự như vậy thì những cái nội dung khác các em có làm được không nhỉ? Làm được không? Quá đơn giản rồi đúng không? Vậy thì các số tiếp theo các em có thể dừng video, các em làm trong bao nhiêu nốt nhạc được? 6 nốt nhạc nhá. Thôi cho thành 10 nốt nhạc đi. Không có nhiều khi 6 nốt nhạc các em lại bảo thế này thế kia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Hết giờ. Rồi tương tự như vậy thì số 873 chúng ta sẽ phân tích nó sẽ thành gì đây? 8 gì? 8 gì? 800 cộng với gì? 7, 70 và 3 đơn vị. Số 4.738 chúng ta sẽ phân tích là 4 là nghìn,
730 và 8 đơn vị, được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì số 10.837, số 1 sẽ là 10.000. Số 0 chúng ta có ghi không? Nó là không gì đây? 0.000 thì chúng ta sẽ không ghi. Vậy thì sẽ có 830 và 7 đơn vị. Được chưa? Em nào làm đúng thì thầy sẽ biểu dương cho chúng ta một tràng pháo tay nha. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 3. Bài số 3 người ta cho mình nè. Ghi giá trị chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau theo mẫu. Đó, vậy thì họ cho mình cái bảng này. Một hàng ngang thứ nhất là những cái số mà sẽ có chứa số 5 nè. Hàng ngang thứ hai là giá trị của chữ số 5 nè. Vậy thì chúng ta sẽ vào cột nè. Cột thứ nhất, cột mẫu đây nè. Số 45. Đấy, vậy thì 45 chúng ta thấy số 5 này nè. Nó nằm ở hàng gì đây? Hàng đơn vị. Đúng không? Hàng đơn vị, chúng ta phải nhớ được hàng và lớp. Vậy số 5 làm hàng đơn vị nên chữ số 5 này sẽ có là 5 đơn gì? Đơn vị. Tương tự như vậy thì số 5 của 57 nó lại nằm ở hàng gì đây? Hàng chục. Vậy thì số 5 này sẽ phải là 5 gì? 5 chục hay là 50. Rồi, tương tự như vậy thì 561 nó sẽ là 500. 5824 nó sẽ là 5.000. Và 5842769 nó sẽ là 5 gì? 5 triệu. À, quá dễ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bài số 4. Còn không? Hết rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ có 4 bài thôi. Và các em nhớ là trước khi chia tay thì đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học trong lớp, trong trường nha. Bye bye.